Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô lại từ đầu. Trang web của chúng ta là ERD Plus. Trang web này hỗ trợ cho chúng ta chuyển cái data của chúng ta ở mức độ độ gì ta, quên rồi. À, mức độ gì? À, khái niệm qua logit. Mức độ khái niệm qua logit. Bây giờ các bạn chưa có thì các bạn sẽ login vào. Nếu như mà bạn chưa có tài khoản thì bạn chọn sign up. À, còn không thì chọn login. Login thì ở đây chúng ta login with Google cho nó nhanh. Với Gmail của mình. Các bạn chọn một cái tài khoản Gmail. Rồi, như vậy thì bạn login bằng cái tài khoản Gmail này, nó sẽ lưu lại những cái mà các bạn đã làm trước đây. Bây giờ các bạn sẽ new cho thầy một cái folder. Folder này nó sẽ lưu hết tất cả những gì mà mình làm trong cái quá trình của mình. Gửi cho thầy BS, mã số sinh viên của bạn 17301, tên Bình, môn học các bạn để là com 2012. Rồi, ok. BS 2012. Create cái nha. Tạo ra. Rồi, nó cho đây thư mục của mình đây. Thư mục mới đây. Bây giờ mình sẽ new một cái folder mới đi. Mình lấy chuột vô cái folder hồi nãy mình tạo, mình new một folder mới. Để làm gì? Để hôm nay mình sẽ làm ở mức độ là bài test demo, còn hôm sau mình sẽ làm một cái bài liên quan đến lab, rồi sau nữa mình sẽ làm một cái bài liên quan đến assignment 1. Cho nên là mình sẽ tạo một cái folder ngày hôm nay là test. Ha. Rồi, có một cái folder con ở trong này. Mở folder con ra. Bên này là folder ha. Rồi bên này mình mới new nè. New diagram. À, trước khi mình vẽ ORD thì mình coi ORD là gì đã. ORD là gì? Đây, người ta viết tắt đây. ORD là người ta viết tắt của từ thực thể. Entry relationship diagram là cái bảng quan hệ giữa các thực thể. Thực thể là một đối tượng mà mình cần quản lý. Ví dụ như là sinh viên, điểm, môn học, phòng ban, nhân viên, dự án. Đó là thực thể. Như vậy, cái bảng ghi nhận mối liên hệ giữa các thực thể gọi là ORD. Được chưa? Rồi, trong cái file này người ta nói tương đối rất là rõ cái biểu hiện giữa các cái nối luôn. Cho nên bạn bổ sung cái trang này vào cái danh sách của mình để mình xem. Đó là hai cái nội dung. Bây giờ mình quay lại cái trang để mình vẽ các cái thực thể này. Chú ý nha. New diagram. New. Và đặt cho thầy cái tên luôn đi. Tên của mình. Mã số sinh viên. Test. Đó. Đặt luôn. Tí nữa khỏi đổi. Đặt luôn. Ok. Rồi. Chọn là ER nè. ER diagram nha. Rồi bây giờ mình vẽ cái gì? Mình vẽ cái sinh viên đi ha. Sinh viên môn học điểm đi ha. Dễ gần gũi với chúng ta. Double click vô đây. Thấy không? Phải double click vô nha. Đây, của mình nè, test nè, diagram nè. Double vô nó ra cái bảng này. Được không? Ra đến cái bảng này chưa?
Rồi. Chúng ta sẽ chọn cái entity. Entity tức là cái đối tượng cần quản lý. Lý trục vô đây nó có màu xanh. Lý trục xuống dưới, chúng ta đổi tên thành sinh viên. Bạn để tiếng Việt cũng được luôn. Được không? Đổi tên thành sinh viên. Rồi trong sinh viên này có các thuộc tính gì? Các bạn chọn add attribute. Add attribute vô đây. Được không? Add attribute. Và thuộc tính đầu tiên mình để là mã số sinh viên. Mã số sinh viên. Add tiếp. Tên sinh viên. Add tiếp. Ngày sinh. Tiếp tục. Địa chỉ. Tiếp tục giới tính. Đó, mình muốn cái gì thì mình cứ ẹp thêm vô. Có một số bạn mình làm mà mấy cái này nó không có cái sợi dây liên kết là do bạn ẹp attribute bên này. Ví dụ thêm cái nữa. Không, cái này nó không liên quan gì hết trơn. Bây giờ chỗ này giả sử như là số điện thoại. Rồi giờ làm sao? Cái này nó không liên quan gì đấy. Cái này kéo đi thì nó đi. Cái này nó không liên quan. Giờ sao? Thêm cái connect vô. Bấm cái connect này nha. Kéo từ đây qua đây. Rồi giờ nó thành cha con rồi đó. À, được chưa? Rồi đi đâu nó đi đó. Mình có một thực thể. Bây giờ kiếm thực thể thứ hai. Entity tiếp. Điểm môn học. Môn học. Add cái achievable nó vô. Mã môn học. Tên môn học. Số tín chỉ. Số tín chỉ để làm chi? Để biết bạn đủ bao nhiêu chỉ bạn ra trường. Và đồng thời với lại tính tiền xem thử là hết bao nhiêu tiền. Rồi thêm một cái entity nữa là bảng điểm. Bảng điểm của mình có thuộc tính gì đây? Mã sinh viên. Tương ứng với mã môn học. Tương ứng với được bao nhiêu điểm. Tương ứng với có ghi chú gì hay không. Nhiều khi ghi chú là bạn này học vượt hay là học lại. Đúng không? Rồi ghi chú xem thử thì sao. Rồi ba bảng này mình có thể kéo các cái thuộc tính này đặt ở vị trí nào đó mà hợp lý nhất. Bây giờ sau khi chúng ta đã thiết kế được các thực thể xong, chúng ta sẽ tạo quan hệ cho nó. Quan hệ cho nó. Chúng ta sẽ kéo cái connect nè. Connect. Kéo từ sinh viên sang môn học. Connect. Kéo từ môn học sang bảng điểm. Rồi bây giờ chỗ này mình để chữ relationship cũng được. Mình đổi tên nó lại cũng được. Ví dụ sinh viên với môn học. Thì là bạn ghi cái quan hệ này là gì ta? Này là chỉ là mô tả thôi. Trong cơ sở dữ liệu thì nó không thể hiện cái chữ này. Trong cơ sở dữ liệu của bạn nó thể hiện sinh viên, nó thể hiện địa chỉ, ngày sinh, tên vân vân. Mấy cái này là nó có trong cơ sở dữ liệu. Trong data của mình. Còn cái relationship này chỉ để mô tả thôi. Cho nên nó không phải là quan trọng. Chỉ để mô tả cái mối quan hệ giữa hai cái này là gì. Ủa, mình bị nhầm rồi. Mình bị nhầm rồi. Đây chứ. Sao là qua đây được? Connect đây qua đây. Sinh viên với bảng điểm. Chứ không phải là sinh viên với môn học. Sinh viên với bảng điểm. Sinh viên với bảng điểm. À.
Sinh viên ứng với mã sinh viên có điểm, môn học ứng với mã môn học có điểm. Đó, tạm thời mình sẽ tạo ra như thế. Còn nếu như mà bản thân lúc mà mình tạo mà chưa có cái này, chưa có cái điểm, mà nếu như sinh viên mà liên quan hệ với môn học cũng được. Mình có thể ghi chỗ này là quan hệ học. Rồi, giả sử chưa có cái này nha. Chưa có cái điểm này. Chưa có cái điểm này. Rồi. Sinh viên với môn học. Một sinh viên học bao nhiêu môn học? Nhiều môn học. Nhiều môn học. Một môn học học có bao nhiêu sinh viên? Nhiều. Một môn học có nhiều sinh viên. Nhiều, nhiều. Đó. Rồi, mình ví dụ với một cái cơ sở dữ liệu khác. Không phải là sinh viên mà là nhân viên với phòng ban. Nhân viên với phòng ban, mình có entity nhân viên. Nhân viên thì ở đây mình có mã nhân viên, tên nhân viên. Rồi, cho nó nhanh. Tí nữa mình làm cái khác nữa. Entity tiếp là phòng ban. Thì trong này có mã phòng ban. Tên phòng ban. Mã phòng ban, tên phòng ban. Thì ứng với lại một nhân viên thì người ta sẽ có cái mối quan hệ giữa nhân viên hệ quan hệ này thuộc thuộc phòng ban. Vậy mình sẽ nói nè, một nhân viên thuộc mấy phòng ban? Một phòng ban. Bật cái này lên, edit. Nhân viên maximum là n nhân viên, phòng ban maximum chỉ có một thôi. Giờ mình nhìn nè, đứng ở nhân viên mà nhìn qua phòng ban bị ngược rồi, ngược rồi. Đứng nhân viên mà nhìn qua phòng ban chỉ thấy một phòng ban, và từ phòng ban nhìn ngược rồi, ngược nhé. Chỗ này là một, chỗ này là n. Rồi, đứng ở nhân viên nhìn qua phòng ban thì chỉ có một phòng ban. Đứng ở phòng ban nhìn qua nhân viên, đứng ở phòng ban nhìn qua nhân viên thì thấy có thể chỉ có một nhân viên. Có phòng có một nhân viên không? Có ạ. Có. Ví dụ như ở chỗ đó người ta mới tuyển bảo vệ, phòng bảo vệ có một người thôi, chưa tuyển thêm. Thì ngày mai tuyển thêm thì ngày mai có hai người. Nhưng mà tại hôm nay là có một người, thì lúc nhập liệu chỉ có một. Cho nên quan hệ của nó là một hoặc nhiều. Giống như dự án là có một nhân viên thôi. Vì dự án nhỏ, một nhân viên làm, chứ đâu cần phải nhiều người đâu. Cho nên chỗ này là nếu điều kiện là bắt buộc phải hai người thì bạn phải làm gì? Chỗ này à, min là hai thì tự động nó lên hai. Trong cơ sở dữ liệu của bạn ràng buộc như vậy, ít nhất là hai người, thì bạn gõ vô đây số 2, còn không thì để một người. Đó, như vậy là bạn thấy là các cái thể hiện logic từ cái trước đây thì mình thấy sai một này, nhưng mà bây giờ là không có bị phân giải này. Và bên đây các bạn sẽ giúp cho thầy xuất cái này ra cho nó gọn gọn lại ha, cho nó gọn gọn lại đó.
Sau đó bấm vô menu export image, bấm vô menu export được không, export ra save, ra cái tên, đổi tên này lại, đổi tên này là ở lại nha, mã số sinh viên, tên, com 2012 test RD. Rồi, dễ không? Rồi cho các bạn cái tên luôn đi để cho nó khỏi có bị nhầm. Đó. Chỉ cần thay mã số sinh viên và tên của các bạn vô là được. Như vậy mình đã có được cái file ảnh rồi ở trong phần download và nhiệm vụ của mình. Upload lên Lightroom. Thầy sẽ đưa ra buổi 2 buổi học. Puppet create buổi học. Chỗ này của mình là buổi 2. Buổi 2 của mình là sẽ upload cái gì đây? Upload lên rồi, upload cái mô hình RD của các bạn lên đây. Rồi bạn nào làm xong á thì thử mở cái bài lab 2. Bài lab 2 người ta có yêu cầu một công ty bất động sản. Đây. Các bạn thử, các bạn mở lab 2 ra, các bạn thử phân tích cho thầy cái câu này người ta muốn gửi lấy cái gì. Và cái đấy có những cái cả tài khoản đi. Cái này và các bạn sẽ vẽ ra một cái bảng các thực thể khác thuộc tính, thử là chưa biết đúng hay sai chứ làm được biết được thì sửa, làm theo mình suy nghĩ đi, sai cũng được không sao, tí được thì sửa.